Anh em tiếp tục xả cho anh em một combo sản phẩm đẩy vang cực kỳ chất lượng đến từ nhà STC và LFTIC. Và ngày hôm nay thì bên của anh em mang đến cho anh em bộ combo sản phẩm đẩy vang giá rẻ nhưng mà âm thanh rất là hay để các anh em thể nâng cấp giảm máy âm thanh gia đình. Chúng ta sẽ có một bộ combo bao gồm đẩy và vang. Đây là một trong những bộ combo bên của anh em mà Tùng đang giảm giá đặc biệt. Giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Nếu các anh em sẽ sở hữu cho mình đẩy công suất 700W một kênh, tức là hai kênh sẽ là 1400W để anh em chơi thoải mái, đánh được với những cặp loa từ bát 20 cho đến bát 40 gia đình, thậm chí đánh những cục côn 100 với dòng loa bát 40. Và kết hợp với dòng vang cơ lai số nhiều tính năng, có hiệu ngâm thanh echo reverb cấp độ chống ngú 5 cấp để anh em có thể tăng khả năng chống ngú tốt và tăng thêm cái hiệu ứng giọng hát chuyên nghiệp trên dòng vàng LFTIC. Và tổng bộ combo này giá chỉ có 4,5 triệu, tức là chúng ta sẽ mua bằng với một cái mẫu sản phẩm âm ly thông thường anh em thường mua ở ngoài thị trường đấy. Và ở thời điểm hiện tại thì ra mua đẩy vang nó sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều, bởi vì sao? Công suất của đẩy nó lớn, âm thanh của vang nó lại có chế độ ngọt ngào nữa, so với việc chúng ta mua âm ly thông thường thì hiện nay thì anh em sử dụng đẩy vang nhiều hơn, đúng không ạ? Và nếu như anh em mua bộ combo này trên thị trường thì ít nhất anh em phải bỏ ra mức giá khoảng tầm 5 triệu đồng rồi, trong khi mà các anh em mua tại cửa hàng Tùng Audio các anh em chỉ cần bỏ ra bao nhiêu ạ? 4,5 triệu bên em bao phí ship tận nhà tận nơi cho anh em khách hàng đấy, tặng đầy đủ dây jack kết nối để anh em thể ghép đủ các thiết bị và chỉ cần cắm loa và chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh thôi đấy. Với dòng đẩy ETC 800 đẩy chính hãng hai kênh 32 sò nguồn xuyến động, và dòng vang LFTIC 8 thì không cần phải nói nhiều qua cái dòng vang này nữa, bởi vì đây là một trong những dòng vang phổ thông với âm thanh hay, hiệu quả nghe nhạc bát chép sôi động và tách bạch. Chúng ta có thể sử dụng thêm điều khiển thông minh nữa, một trong những mẫu sản phẩm vang rất là hot tại cửa hàng em Tùng Audio. Và khi kết hợp với đẩy công suất thì sao ạ? Âm thanh sẽ ra một chế độ âm thanh tiếng sáng sạch, tiếng bát khỏe, tiếng chép và tốt, âm thanh giải lời chi tiết, và chúng ta nghe nhạc chúng ta sẽ cảm nhận được ngay sự sôi động khi ghép nối một bộ combo sản phẩm đẩy vang chất lượng này vào giảm máy âm thanh gia đình. Và bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm xem âm thanh thực tế 4,5 triệu có xứng đáng anh em mang nó về phòng hát gia đình nghe và trải nghiệm âm thanh phòng hát gia đình hay không nhá. Để cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc ra. Trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc đến từ đẩy công suất ETC 800 và em lấy tín hiệu ở đây qua đường dây tín hiệu trắng đỏ truyền thống kết nối với điện thoại di động. Chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều các đường tín hiệu hiện đại trên LFTIC S108 qua đường cổng quang này, Bluetooth này, hoặc là AUX trắng đỏ truyền thống với 16 hiệu ứng tính năng chỉnh cơ. Đây là cái phần rất là quan trọng cho hiệu ứng giọng hát, và bên cả anh em cũng đã hỗ trợ setup và cài đặt trước rồi. Nên khi các anh em nhận hàng về chúng ta không cần phải thao tác quá nhiều nữa. Chúng ta chỉ cần vặn các phím chiết áp volume âm lượng tổng ngay góc tay phải, chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh thôi. Còn bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng lời đến từ dòng vang ETC S800 đến từ dòng vang LFTIC S408 kết hợp với đẩy công suất S800, và cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng lời của dòng vang này nhá. Một hai lắp 6 7 8 9 10, một hai lắp 6 7 8 9 10, lắp 6 7 8 9 10, một hai lắp 6 7 8 9 10. Vâng, anh em thấy thế nào với chất lượng âm thanh của dòng vang LFTIC S108 với hiệu ứng vang nhẹ ngọt ngào, đúng không ạ? Âm thanh thoát ra các bạn thấy không ạ? Nó rất là linh tiếng với dạng echo, kết hợp thêm hiệu ứng reverb sắc nét tầm đổi và giọng hát thật của anh em. Hát vừa có giọng thật lại vừa có độ linh tiếng, và giọng hát của anh em sẽ trở lên vô cùng chuyên nghiệp. Âm thanh bass trung chép khỏe khoắn, khả năng chống ngú tốt của dòng vang LFTIC S108, và nghe nhạc âm thanh các bạn anh em đã được nghe qua đẩy ETC 800 rồi. Tiếng sáng sạch sôi động và mang lại cho anh em một cái độ hiệu quả trong phát đình. Và nếu như anh em đang có nhu cầu mà cần mua đẩy công suất và kết hợp với vang, bộ combo sản phẩm đẩy vang chất lượng giá chỉ có 4,500,000 đồng, quá rẻ, là các anh em có thể lựa chọn nâng cấp giảm máy âm thanh gia đình. Bác hoặc có thể liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số thoại 0979629336 để hàng ngay và sở hữu cho mình bộ combo đẩy công suất và vang cơ lai số chất lượng bên cửa hàng em đang xả hàng nhá. Xin chào các bác.